bây giờ tìm kênh nó không thấy rồi nhá. Tìm trên YouTube em thấy hôm nay là bây giờ nó lên YouTube. Thế bọn mày trước nhất thì bọn mày đừng có đổ lỗi cho nó. Bọn em không có ý định đổi ai cả, nhưng mà ông ý hôm qua bọn em nói chuyện là mày xem nào, giờ anh Hoàng giao kênh mày như thế mình phải có trách nhiệm. Vừa bỏ xong lao đánh em tôi bỏ đi ấy. Mày bảo bọn tao đánh kênh tôi đi. Tôi thử hai ông phải bỏ đâu rồi. Rồi phải trốn rồi. Năm đéo phải trốn, đéo lấy năm đéo phải trốn. Đấy, em đéo phải trốn. Cả một ngày ấy, nó ấy, anh Tuấn nó về đâu. Nó bảo là giờ nó về nó đánh kênh nho đấy. Em nhờ người đánh kênh, nhờ đâu. Nhờ luôn. Đấy bên hài thằng Lý giờ đi đó rồi. Giờ mất tích. Nó đang nhập mẹ meo kênh vào máy nó rồi. Nhớ lên máy tính mình nữa. Nó giờ đi đâu phải mát rồi. Toàn như rồi. Nó nói mát. Có anh em bên đây, hai anh nó kệ. À. Bên anh nhửi là đang không thằng thế giờ còn hai. Nó anh nó đi rồi. Giờ vẫn chưa lên đảm mình đó, ba đúng không rồi. Em đây anh. Em đang ở nhà thôi. Bên kia nào? Bên kia nào đâu anh? Bên kia đây hả? Bọn thằng Vương biết đâu rồi. Vương đang ở nhà, bọn em tất cả bọn em đang ở nhà thôi. Anh ạ, à, em đang ở nhà mà anh. Bọn mày lên cả đang thôi, tao bảo. Lên làm gì anh? Thì bọn em tự giải quyết, bọn em tự dạy bọn em mà. Anh em em mình dạy được nhau. Lên nhà anh nhá. Lên nhà anh làm gì đấy? Anh có gì anh nói thẳng luôn đi. Tao đều nói gì đâu, lên đây luôn nhá. Được rồi. Vâng, vâng. Nhà anh biết không thì biết bởi vì xong anh cũng phải biết. Biết. Em nghĩ là anh sẽ làm video này. Thì giờ tính nhỉ? Giờ ông bảo lên phải lên luôn. Lên thôi, xem anh như thế nào. Thì anh mình nó thấy chẳng có chẳng có. Giờ nào anh Quý bảo lấy nhau thì cứ lên đi. Thì nhà Quý thì thôi đúng không anh? Lên đi ở biết sao. Đấy xe anh. Bao chuyện. Nhà mình đang im một chút. Nhớ đâu em mới xem đấy xem. Nhà mình đang im một chút. Biết anh Tùng sao anh ấy biết tự nhiên anh ấy gọi đây. Chứ có gì nói thẳng luôn. Nói thẳng cho anh Tùng biết. Cho anh Tùng biết thôi, để cho anh nghe. Nói như có gì mà nói thẳng như thế. Bây giờ anh không biết, anh cứ... Giờ phải lên đá mới biết được. Anh nghĩ mình chỗ ăn, nó ăn như nào. Chịu, lên đấy đã. Đi 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 luôn đi. Lên. Em có cầu xin hai bọn nó lên đâu? Mỗi em có phải là mỗi em rồi, bọn nó đi thẳng đâu? Hai thằng bia nó không ở đấy nữa. Thế bên đấy là nó do nó không về nên bọn em có đuổi nó đi đâu? Bọn em đi cái chúng mày làm loạn à? Em không cầu xin nó lên nhà anh, xin ở đây anh ạ. Tao không bảo chúng mày cầu xin mày hiểu không? Nhưng mà chúng mày bây giờ đối xử nó như thế, đối xử hai thằng như này bây giờ chúng nó không muốn ở đấy nữa.
thằng kia thằng Long kia chưa kiểu cãi nhau xong vùng vằng nó bỏ già, đi. Già nhá, tóm lại nhá. Anh biết là bây giờ biết chuyện phải không? Ông cũng như thế, anh em tôi kéo là anh em tôi phải đi. Giờ có chuyện ra rồi. Tao xem chúng mày tao biết, bây giờ chúng mày bảo có chắc chắn chúng nó lấy cây không? Vậy bây giờ lấy cây không? Đấy, bọn em cũng chưa là khẳng định là chúng có lấy lấy cây. Giờ anh phải hiểu là giờ từ lúc Hoàng ẩn vứt ở nhà, cả từ lúc đi ấy, nó dặn thằng Long ấy là nó cầm kênh của Hoàng rồi. Thì nó cầm nhá, thứ nhất là thằng Long này nó ở với Hoàng rất lâu rồi. Và xem bao năm tháng rồi, và nó ở với thằng Hoàng em. Từ ngày giờ có làm sao không? Mà bây giờ kênh nó nhỡ may chẳng may nó bị như thế, bị mất như thế. Mà chúng mày bây giờ cứ đổ hết lỗi lên đầu nó. Anh Hoàng ở nhà bao nhiêu lâu? Ở nhà làm 4 năm trời, không mất. Mà tự nhiên anh đi 3 hôm anh đọc kênh mà do này mất được. Tao nói chưa chắc cô ngoài là thân thằng Hoàng em, nó thân với thằng Long hơn chúng mày đâu. Em không cần biết là thân hay không, giờ thằng Hoàng gì rồi cho trách nhiệm thằng Long nó ra kênh thế em. Anh em thật nhưng mà giờ kênh của Hoàng kênh to anh thế hơn 400 người khác đây có phải bị gậy không, em bị làm sao bây giờ chúng mày lời thế thì anh em cái đéo gì nữa bị gậy thì ai mà bảo anh sẽ thành công nhá. Em chưa bây giờ tao không biết nhưng mà bây giờ từ lúc thằng Hoàng em nó chúng mày không thấy thằng Hoàng em đâu, nó đi đấy. Bây giờ chúng mày anh em phải cùng bọc với nhau chứ. Đúng bọc anh em hỏi chuyện xảy ra đến bây giờ chúng mày biết chắc chúng mày mới đổ lỗi được nó. Nhưng mà anh phải hiểu là từ lúc thằng Hoàng ở nhà ấy, cả lúc đi ấy, nó ở nhà, thằng Hoàng ở nhà đã giao chịu trách nhiệm cho thằng Long và Tuấn là giao cho cái kênh của nó hơn 400 ca sắp. Giờ mất oan, giờ đến lúc về thì như nào? Anh ạ, à, phải có mất khẩu thì mới được khẩu mới. Nhưng mà lúc em xem là... Bây giờ đổi mất khẩu kênh bây giờ nó đã mất rồi, đổi cái gì nó đổi thì nó vẫn là còn kênh. Bây giờ bọn mày nhá, tao... Đây tìm không phải thấy. Bây giờ tìm kênh nó không thấy rồi nhá. Tìm trên YouTube em thấy luôn này là bây giờ nó lên YouTube. Thế bọn mày chưa biết thì bọn mày đừng có đổ lỗi cho nó. Bọn em không có ý định đổi ai cả, nhưng mà ông ý hôm qua bọn em nói chuyện là mày xem nào, giờ anh Hoàng ra kênh mày như thế mình phải có trách nhiệm. Bảo vừa bỏ xong lao anh em cũng bỏ đi ấy. Mày bảo bọn tao bán kênh thì thật đi. Tôi tưởng hai ông phải bỏ ai đâu rồi. Được phải trốn rồi. Nam béo phải trốn, béo lấy nam béo phải trốn. Đây là sao béo này trốn. Em nói là Hoàng. Mày làm gì? Em không bỏ đánh nhau hay nào cả nhưng mà giờ tự dưng nhá hai ông mày lên mày nói chuyện gì anh tụ em chào anh mình tao đi đường bây giờ em bỏ gậy hẳn em bỏ gậy cả vi phạm của anh em trong nhà tự lấy hết được nếu mày khẳng định mày có đeo đi tao sao mày không về tao nói nhá em khẳng định em lấy cây nhá tao trốn đâu rồi tại sao mày không về nhà thôi vâng rồi đấy vậy anh thay mặt anh Hoàng em tôn trọng anh thì em bỏ anh em sống đi về đi về tao. Nhưng mà anh mình bảo nó này, nó là em không trong nhà, mày bảo nói chuyện đấy. Em không bao giờ em tấn được nữa, giờ là của ấy, bởi vì không phải nhà em. Các anh nào. Bây giờ anh em có tôn trọng em đâu, em tôn trọng em làm gì. Đi về, đi về. Mày chửi trước ấy. Chúng em đi về. Giờ em xin phép anh là, giờ tất cả bọn em đi về, bọn em tự giải quyết với nhau. Thế cho xong. Em không muốn làm phiền anh. Nói chung là bây giờ lúc nào anh không về, bọn em về. Đấy nhá, em ngỏ lời rồi nhá. Hai ông không về giờ anh lại bảo trách em mà em đuổi hai ông ý. Đấy em bố em bảo chúng mày đối xử nói hai thằng này như thế nào thì mới chứ. Bây giờ anh em tao bảo chưa chắc chúng nó đã lấy thì đừng có đổ lỗi cho chúng nó. Em có đổ lỗi đâu, em chỉ bảo là Hoàng giao chịu trách nhiệm cho từng rác ở cho Hoàng Long cả Hoàng Tuấn. Giờ nó mất kênh thì em chả phải nói nó. Giờ em bảo nó tìm kênh, giờ mày tin đi. Nói ít thôi, về bây giờ mày có về không? Hay là mày cứ ở đây thôi. Bây giờ thằng này theo anh nhá, hai thằng mày đi về đi đem. Vâng, giờ em xin phép anh. Làm tất cả mày nó đừng là động tin động tay nhá, biết chưa? Còn em không bao giờ muốn động tay động chân với ai cả. Mà nói các thứ, nó đã bảo không lấy rồi, đừng có đổ lỗi.
anh em cùng tìm hướng giải quyết. Có bây giờ thằng nói em mà không có nhà thì mày như này không thì loạn đâu. Em có nói chuyện qua rồi, anh em có nói chuyện qua, em bảo là đấy xem lên tầng 3 xem kênh xem như nào. Bây giờ anh Hoàng giao kênh cho Hoàng Long, bây giờ nó phải tìm xem như nào đấy. Nó cứ vùng vằng ra ngoài nó bỏ đi. Kia này, kia tao muốn này, bọn mày về Tuấn mới thằng Long về, Tuấn về anh em về nói chuyện Hoàng nhá. Thằng nào Long trên một quay nha, tao xuống tận nơi đấy. Giờ em chủ yếu em chỉ muốn lấy lại kênh để lấy lại những kỷ niệm của Hoàng để có gây dựng bao nhiêu năm rồi. Giờ như mất oan thế, thằng Hoàng giờ nó biết đi. Thằng Hoàng cũng muốn lấy lại, nhưng mà bây giờ anh em về ngồi nói chuyện nhau. Vâng, giờ em xin phép. Vâng, giờ em xin phép là anh em đưa hai ông mày về để các em tự giải quyết với nhau. Mày lớn mày nói chuyện, mày nói chuyện. Dạ vâng, thì anh kia về. Này, anh ra thằng xe anh về đi. Đấy, rồi em xin phép là em về luôn này. Em về. Anh em có thế cũng xung đột nhau. Mất bao nhiêu kỷ niệm của Hoàng đấy, em muốn giữ nó. Giờ nào mất Hoàng. Chứ tự nhiên đồng mà anh biết được nhỉ? Yeah. Em chỉ sợ nó nói sai gì về anh em mình thôi. Thế nào cũng nói xấu anh em mình một cái gì đấy. Ông mình cầu thế. Tự nhiên là biết được. Xong nên hùng... Thế nào 100% nói xấu anh em mình cái gì nói ông ý. Xong rồi là bảo ông ý là đừng nói ra. Rõ ràng anh em mình đang nói chuyện ngoài mương. Ông Tuấn ông nhảy. Không làm sao có chuyện ông ấy tát đạt đúng không? Đúng rồi anh. Đấy toàn vừa nên anh nhèm máu mà. Vô lý. Bao nhiêu chịu để ép giờ lại một em muốn anh em biết đổi nó ra mà lôi lên cả tem sổ mà làm gì. Đi chơi về đi, có đi đâu rồi hết cả đây ở đây bên ngay biết lên đầu còn cái gì đến nốt luôn đi.